nhạc rồi có thể gớm rồi đấy Nghe nhạc thôi là thầy không muốn chơi rồi đấy Hello? À... Uh... Tất cả chú ý, tất cả chú ý tất cả những nhân viên hãy chú ý đang có rất nhiều hiện tượng lạ lùng đã xảy ra và được phát hiện gần đây hãy để ý thật là kỹ vào những cái hiện tượng đó qua những cái camera quan sát và sau đó gửi thông tin về những cái hiện tượng kỳ lạ càng sớm càng tốt khi mà bạn để ý thấy một thứ gì đó nó đã thay đổi ok À, đây là hiện tượng hả? đây là cách để mình báo lại là có một cái dụ gì đó là thay đổi. Bedroom là gì? là nhà ngủ. À, bedroom là phòng ngủ. Living room là phòng khách. Kitchen là nhà bếp. Toilet là nhà vệ sinh. Còn balcony là bên ngoài cửa sổ. Còn đây là những cái hiện tượng ngẫu nhiên mình có thể gọi là nói được này. Thứ nhất là furniture movement là à, đồ đạc trong nhà nó bị thay đổi này. Cửa mở này. Ánh sáng thất thường. À, những bức vẽ thay đổi. Những bức vẽ thay đổi di chuyển có một sự hiện diện của thế giới ngẫu nhiên có những bóng đen lạ lùng có những chuyển động gọi là nghi ngờ có một vật thể không xác định toilet và nhà rửa mặt di chuyển camera không hoạt động có những di chuyển gì đó cũng lạ lùng nốt bị bị locking là sao bị locking movement là những đồ đạc trong gia đình tự di chuyển hả object disappear là vật thể biến mất ghost là ma order là cái khác hiểu có nghĩa nhiệm vụ của mình bây giờ là quan sát cái nhà này mà nếu mà có cái gì thay đổi ấy, thì lúc đó mình sẽ đi báo lại cho các anh nằm ở trên tổng đài, ok? Chuyện nhỏ ấy mà. Mình có cái tầng... Dù ý ấy. Cảnh báo. Chúng ta đã phát hiện rất nhiều hiện tượng lạ lùng ở trong khu vực của bạn. Làm ơn xác định nó và gửi cái thông báo đó về ngay lập tức. Rồi, rồi rồi rồi, rồi. nói chung là này giờ có cái gì thay đổi rồi mà mình không để ý Hình như cái tay phone này mới di chuyển đúng không? Tay phone này nằm vừa đấy mà ừ. Phải không vậy? What? Nãy giờ có gì thay đổi à? Cái đàn mình nằm ngay cái phòng ngủ mà, không có gì hết Hình như cái tai nghe này mới di chuyển từ bên này qua bên này, phải không ta? Đôi khi có thể mình nhầm lẫn. Có gì đâu Đâu có gì đâu Mọi thứ quên bình thường à Ui sao cái này chết Ê anh ơi Nhà bếp Nhà nhà bếp có một cái tiếng gì ấy Fuck Nhà bếp có cái gì ấy? Nhà bếp có cái gì em biết Nhà bếp có một sự kiện Nhà bếp vừa có cái tiếng gì lạ lắm Giống như zombie ấy. Không phải zombie mà người ngoài hành tinh vừa nói chuyện với em Sếp đang gửi báo cáo cho sếp mạng ở đây như xịt hello sếp ồ oh, xịt không có hiện tượng lạ xảy ra trong nhà bếp à à what em thề em nghe tiếng gì lạ lắm chết rồi quá nhiều hiện tượng lạ đã xảy ra nhiệm vụ thất bại có gì khác biệt đâu không? không cửa kia vẫn mở mà đúng vẫn hai cái thùng Ê! Ê, ôi, 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 ôi. toilet toilet ờ um, uh, uh. đồ đạc đồ đạc di chuyển đồ đạc di chuyển sếp nhanh khẩn trương địch sếp rồi mạng bao như xịt Push, gửi đang gửi lên cho sếp sếp đâu rồi à Anomaly fix hiện tượng đó đã được khắc phục. Thank you. Việc nhẹ lưng cao tiền vào. Ao, ao. What the fuck? Phòng này nhà bếp nhà bếp uh... cái này cái này giờ phải biết giải thích như thế nào đây? Có một thằng đang vẩy tay kìa. Um, uh, có sự hiện diện gì nó không đúng lắm ở đây không phải rồi không phải rồi um, 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 có ma có ma có ma Good. có ma có ma sếp ơi sếp điều tra giùm em phải có ma không nếu mà trả lời không đúng thì như nó không có nó không có sửa lại cho mình vậy ai sửa hiện trường hả nghe nói người của sếp thì vậy không phải à an intruder là người lạ đột nhập Người lạ đột nhập Order, order được không? Order mẹ đi Psh, Mình chọn order đấy Sếp Oh, thank you my fan Thank you, thank you, thank you Psh. Mọi thứ lại bình thường Chắc là làm việc đến 6 giờ sáng là được về với vợ con thôi Thành ra là chỉ còn uh, Vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi nữa hmm. Hmm, hmm, hmm không khách à, ánh sáng lại kỳ mình bắt đầu pro rồi đấy chơi này rèn luyện trí nhớ tốt hiểu không? tại vì trí nhớ của mình rất tốt không gì có thể qua mắt mình được không gì có thể qua mắt mình được hộp để vật mở đúng không ok Uh... Có sự hiện hữu không được bình thường ở đây lắm Má hết cả hồn đang ăn bánh mì Thấy thằng này nhìn giật hết cả mình Xin lỗi Giật <laughs> hết cả mình Má uh... Má Có ma Có ma Ê bức tranh này thay đổi rồi Bức tranh này À hay lắm Cái toilet nó sửa lại rồi Bức tranh này thay đổi Bức tranh này thay đổi uh, trong nhà nhà ngủ bức tranh này bức tranh này lúc đầu là một cái đường ray tàu hỏa mà sao bây giờ bức tranh này biến thành một người đàn ông đang đứng Sau một mà cái màn vậy hay lắm tí nhớ mình vẫn còn tốt lắm hai giờ sáng rồi bây giờ mình tìm được bốn năm cái gọi là những thứ không bình thường trong căn nhà này rồi cái gì in my dream you had no face đùa trong giấc mơ của tôi bạn không có mặt không phải à thế thì order mẹ đi cái khác xếp vào mà coi đi, tự coi đi, tự coi tự trả lời đi. Trong lúc đó mình phải đi kiểm tra mấy camera khác. Everything is normal. Mọi thứ hết sức bình thường, không có gì thay đổi. Chỉ có một cái dòng chữ thằng nào vẽ bậy lên đây thôi. Yes. Oh, fucking pro. Game này sinh ra để dành cho mình chơi không? Dành cho những người như mình. Gọi là có một bộ. Mày định đùa với tao à? Living room một bức tranh này tự dưng thay đổi hình ảnh mà vệ vệ này tao thấy rồi nha phòng gì đấy kitchen à, bàn ghế tự dưng di chuyển à, thằng nào vẫy tay ngoài kia mẹ mày vậy tay à anh ấy có người đột nhập má à, nhìn nhìn kỹ lắm mới thấy góc trên cùng cái này nó đứng cái này đứng vẫy tay như thật hm? có tiếng gì trong nhà vậy What the fuck? Tại sao lại bảo là không có người nào ngoài ban công? Sếp bị đuôi à? Thế thì là người ngoài hành tinh mẹ ma mẹ rồi. Nếu mà không phải người đột nhập mà thì ma. Không phải người thì chỉ có là ma thôi. Chứ có thể loại nó mà đứng xa xa vẫy tay như vậy được. Xoay lòi con mắt ra hả? Sorry. <laughs> Tại màn hình mình to chứ ai mà coi điện thoại chắc không thấy đâu Gì shit ma thật kìa Quả vừa rồi không phải là người Ê cái gì đây cái gì đây bậy nha bậy nha Đừng